mưa Sài Gòn. Lâu lắm rồi mới gặp mưa Sài Gòn. Mưa Sài Gòn, mưa Việt Nam không giống mưa ở Mỹ. Mưa ở Mỹ thường vào mùa đông cho nên khá lạnh. Mưa Sài Gòn rất khác. Mưa thường xảy ra vào mùa hè cho nên mưa Sài Gòn rất ấm. Mưa Sài Gòn có thể tắm được. Bây giờ mà ra tắm một trận mưa khá đã, rất ấm. Trời Việt Nam hiện giờ đang trên 80 độ cho nên mưa rất là ấm. Quận 7 kế bên thành phố Phú Mỹ Hưng.